Ngọc Hoàng xin được test thử một cặp loa Bose 302 màu đen. Vâng, xin thưa với các bác trên mọi miền Tổ quốc, dòng loa Bose nó là dòng chuyên để nghe nhạc, và nó có cái ưu điểm thêm nữa là nó lại hát karaoke rất tuyệt vời. Cho nên là các bác mua loa Bose thì nó là 2 trong 1 thôi. Các bác vừa được sử dụng là 2 trong 1, vừa nghe vừa hát karaoke. Những dòng loa Bose Mỹ thì có tại trung tâm phân phối Ngọc Hoàng rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt nhất là 301C2 này được các bác tin dùng và mua rất nhiều. Giá thành nó rất chỉ là êm ái, giá nó xấp xỉ tầm 7.5-8 triệu tùy theo những dòng, những cặp. Vâng, vì những hàng bên Ngọc Hoàng nó quá đẹp, nó có 2 đời các bạn. Thế cho nên là các bác muốn lựa chọn những sản phẩm đời nào thì cứ alo cho Ngọc Hoàng. Màu đen, màu vàng, vâng, 301 CD2 màu vàng này. Đấy, rất nhiều. Thì bác khách này đến từ Đông Anh, Hà Nội đã chọn cho mình cặp loa 301 màu đen. Vâng, mời bạn thử thức chất âm, nó rất đặc sắc. Hẹn gặp lại các bác. Mong các bác xem được video, nhấn nút đăng ký và cho những nút like. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.